đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Bằng những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười như là hoa sen, những thái độ lạc quan như là hướng dương, tôi tin tưởng rằng 50 cặp chú rể và cô dâu đang có mặt tại công viên Hòa Bình hôm nay sẽ ghi nhớ một sự kiện rất trọng đại trong cuộc đời của mình. Niềm ao ước đã từ lâu được ngồi xe hoa, được bạn bè, người thân, làng xóm chúc tụng, được hợp pháp hóa hôn nhân của mình với người bạn mà lúc đầu là tình yêu và sau đó là tình vợ chồng. Tất cả những ước mơ đó ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Hãy dâng cao tràng vỗ tay để chúc mừng 50 cặp. Về phương diện tổ chức, ban tổ chức chúng tôi đủ sức để thuê 50 xe hơi loại xịn nhất, giá có thể lên 3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, nhưng chúng tôi đã không làm như thế. Vì ngồi trong xe hơi, quý vị không được nhìn thấy bởi các cư dân, bởi các du khách. Chúng tôi chọn phương án đơn giản hơn là mời các cô dâu và chú rể ngồi trên xe xích lô để chúng ta có thể giúp cho mọi người nhìn thấy được niềm hân hoan hạnh phúc của mình trong ngày lễ cưới tập thể này như quý vị đã từng trông đợi. Và sau khi chụp ảnh tập thể tại vị trí công viên Hòa Bình xong, 50 chú rể và cô dâu trên 50 xe xích lô sẽ đi diễu hành từ vị trí này đến chợ Bến Thành, sau đó từ chợ Bến Thành quay trở về chùa Giác Ngộ. Lộ trình đi và về khoảng 90 phút hoặc hơn một chút. Như vậy, trong suốt 90 phút đó, hàng ngàn người tại thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều các du khách từ nước ngoài cũng như ở trên các tỉnh thành của toàn quốc sẽ góp phần chúc mừng cho sự hạnh phúc trong ngày lễ cưới tập thể. Hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương những người chúc mừng đó. Và tôi tin rằng khi đi diễu hành như thế, bằng sự chúc mừng của các cư dân dọc theo các tuyến đường và các du khách, quý vị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất sung sướng rằng chúng ta sẽ vượt qua được mặc cảm thân phận, mặc cảm về cơ thể, mặc cảm về bối cảnh gia đình, mặc cảm về vóc dáng của mình để rạng rỡ hơn, tươi vui hơn, hạnh phúc hơn và biến niềm hạnh phúc của ngày hôm nay thành biểu tượng thúc đẩy nhắc nhở chúng ta hạnh phúc cả một kiếp người. Nếu làm được như thế, hãy cho tràng vỗ tay thật lớn để hoan hô. Ngày hôm nay, 50 chú rể và 50 cô dâu, trong đó có 39 người khuyết tật vận động, 17 vị khiếm thị, một vài vị khiếm thính, và tất cả đều là những người có hoàn cảnh rất là đáng cảm thông, khó khăn về tài chính, bất hạnh trong cuộc đời, không may mắn trong lập nghiệp. Nhưng rồi trên tinh thần dạy của Đức Phật, mỗi người
đang có sẵn trong mình một tiềm năng lớn. Hãy vươn lên, hãy cất cánh bay cao, hãy thành công và hạnh phúc trong đời, và hãy giữ gìn hôn nhân hạnh phúc từ ngày hôm nay. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Trước khi kết thúc để bắt đầu cho phần diễn hành, và giờ phút này thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi chân thành cảm ơn ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các mạnh thường quân đã đóng góp gần 1 tỷ đồng để góp phần tạo nên sự thành công của lễ cưới tập thể cho 50 cặp ngày hôm nay. Tôi cảm ơn Ủy ban Nhân dân của quận 10 và quận 5 tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể chụp ảnh tập thể tại công viên Hòa Bình, mang biểu tượng hòa bình hạnh phúc trong tâm và trên toàn cầu. Tôi cảm ơn các phụng sự viên, ban tiếp lễ, ban đạo ca chùa Giác Ngộ và những người đã tận tụy làm nhà bếp, vệ sinh và trang trí thiết kế rất thầm lặng, rất vất vả để tạo thành sự thành công của lễ cưới tập thể ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn các quý vị. Và trước khi dứt lời, tôi chân thành cảm ơn và chúc mừng 50 cô dâu, 50 chú rể, vì có quý vị, vì thông qua sự tôn vinh quý vị trong ngày hôm nay mà ý nghĩa nhân văn được lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Tôi cũng rất mong quý đồng bào Việt Nam theo dõi truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, trên các kênh của chùa Giác Ngộ và Thích Nhật Từ, mà giờ vào phút này đó có thể lên đến hàng trăm ngàn người. Hãy chúc mừng cho 50 cặp đôi hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Và tôi cũng tha thiết kêu gọi các cộng đồng tôn giáo, cộng đồng xã hội, cộng đồng dân sự hãy nỗ lực theo điều kiện cho phép của mình tổ chức các lễ cưới tập thể cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn mà không thể tự mình đứng ra để tổ chức lễ cưới rất tốn kém. Hãy vì tình người Việt Nam, đồng bào Việt Nam cùng tổ chức nhiều hơn nữa tại nhiều tỉnh thành các lễ cưới tập thể như ngày hôm nay. Và đây là lần thứ 2 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ tổ chức sự kiện trọng đại này, và cho một tràng vỗ tay để tán dương cho những nỗ lực tổ chức lễ cưới tập thể đó. Và nhân dịp này, tôi cũng kính thông báo đến tất cả các anh chị có hoàn cảnh tương tự, khuyết tật vận động, khiếm thị và khiếm tính. Quý vị hãy liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại tầng trệt chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký và tham gia vào lễ cưới tập thể do chùa Giác Ngộ tổ chức hàng năm. Như năm 2018, cũng tại vị trí này, vào tháng 12 mát mẻ này, tôi đã công bố rằng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ từ đó trở đi tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Nếu số lượng các cặp đăng ký nhiều hơn, sẽ tổ chức một năm 2 lần. Thật là vất vả cho ban tổ chức. Chúng tôi đã nỗ lực thông báo tiếp cận vận động, nhưng năm nay đó đã vỡ kế hoạch, vì muốn nỗ lực tổ chức 2 lần, chúng tôi chỉ mới đủ được 50 cặp trong ngày hôm nay. Do đó rất mong quý vị khi theo dõi hoặc nghe biết từ chương trình trực tuyến của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trên các kênh của chùa Giác Ngộ và Đạo Phật Ngày Nay, hãy liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ để năm 2020 quý vị sẽ được giữ phần vào trong ngày lễ cưới tập thể trọng thể như là ngày hôm nay. Mỗi cặp tham gia lễ cưới tập thể sẽ nhận được quà hiện vật là hiện kim và các quà khác tổng trị giá 18 triệu đồng. Mặc dù số tiền đó
không là bao nhiêu so với những khó khăn và thách thức mà quý vị đã, đang và tiếp tục đối diện trong đời, nhưng đã nói lên được tấm lòng của những người đệ tử Phật Việt Nam hướng đến quý vị và xem quý vị như là những người thân trong gia đình. Hãy dâng cao tràng vỗ tay vì tình người cao quý đó. Và bây giờ phút này chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu diễu hành đi từ vị trí này đến chợ Bến Thành. Xin chúc mừng quý vị hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc tràn đầy. Hai anh chị này rất là trẻ. Xin chị em có thể cho biết em tên gì, ở đâu, cũng như chị quê ở đâu, và hôm nay dự cái lễ cưới và được chụp hình tập thể trong không gian đặc biệt này thì anh chị có cái cảm giác thế nào? Dạ con ơi, các thầy, các thầy vị mạnh thường quân, con tên là Lê Văn Khỏe, con ở quê Giang Lâm, Sài Gòn làm. Dạ, cũng không có mơ tới là mình được tổ chức cái đám cưới tập thể trong chùa như vậy. Mà bây giờ cũng thành thật con rất cảm ơn các thầy, các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho hai dòng con. Dạ con xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Còn nếu như có một ước mơ trong tương lai thì anh và chị sẽ ước mơ điều gì? Anh yêu ước mơ thì là con sẽ ước mơ là cho hai chồng sống thật dư như đủ ăn đủ sạch. Vâng, chúng ta sẽ cầu chúc cho hai anh chị sống được hạnh phúc và đủ ăn đủ xài. Không những đủ ăn đủ xài mà sẽ dư ăn và dư xài. Chúng ta sẽ Rất là giản dị và chân thành, giống như là mâm ngũ quả của người Việt Nam gồm có mãng cầu, đu đủ, dừa và trái xoài, lắp lại là cầu dừa đủ xài. Đối với Phật giáo thì đừng nên dừng lại ở cái sự nỗ lực quá đơn giản như thế. Ngoài cái cầu vừa đủ xài, chúng ta phải góp phần làm cho mình và gia đình mình giàu hơn và góp phần nâng nền kinh tế Việt Nam từ thu nhập trung bình 2.500 Mỹ Kim trên một đầu người về GDP trong vòng 3 thập niên tới lên đến 15 cho đến 20 nghìn Mỹ Kim. Và bây giờ thì MC sẽ tiếp tục phỏng vấn có anh chị. Xin cảm ơn. Vâng, anh chị ngồi hàng đầu và rất là rạng rỡ tươi vui. Lúc này anh ơi, giờ phỏng vấn chị đi ha. Chị có thể cho mọi người biết anh chị đến từ đâu và hôm nay dự đám cưới như thế này có cảm giác như thế nào? Dạ, em tên Trần Thị Ngọc Tuyền, em đến từ Lạch Giá, Kiên Giang. Vâng, và hôm nay mà được tham dự cái lễ cưới tập thể thế này, được chụp hình tập thể thế này thì chị có cảm giác thế nào? Dạ, em cảm giác rất là vui. Và có mình chỉ có một điều ước, bây giờ có một ông tiên hiện ra cho chị một điều ước thì chị sẽ ước điều gì? Thầy không có là ước gì, ước cho có để gia đình vui vẻ, ăn thích nuôi con. Vâng, không ước gì nhiều, chỉ ước gia đình hạnh phúc, đến đây và nuôi con. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ được phỏng vấn thêm một anh chị ở bên này, một cặp đôi rất là thương. Chị là Thiếu Thị và anh một người chồng sáng giờ đỡ đần cho chị rất là âu yếm, rất là tình cảm. Hay bây giờ chúng ta sẽ nghe phát biểu của anh. Anh có thể nói cho chúng ta biết là anh chị đến từ đâu? Và hôm nay được dự lễ cưới tập thể, được chụp hình trong không gian này thì anh có cảm giác thế nào? Với chúc thần này em vợ cảm ơn rất là vui mừng, không biết nói gì hơn. Xin ghi nhớ ơn tình thân thác của chùa Giác Ngộ và Nữ Tâm Phật Càng Ai và các hoàng thần linh đã tạo điều kiện chúc cỡ cho vợ cảm ơn con được tham dự một buổi lễ đặc đáng như thế này. Xin cảm ơn. Quá tuyệt vời. Và chúng ta muốn nghe một điều ước về chị. Thưa chị, nếu như giờ có một cô tiên, một ông tiên hiện ra để cho chị một điều ước, thì điều ước đó là gì? Tuyệt vời quá.
không mơ ước gì cao xa cả, chỉ mơ ước cho gia đình có hạnh phúc và bình yên. Và chúng ta sẽ được phỏng vấn thêm một cặp, cặp sau cùng. À, một cô nhìn tôi rất là tươi, và tôi sẽ tìm ngay cô dâu này để phỏng vấn. Chủ đề đi đâu rồi ạ? À? Vâng, chúng tôi sẽ được phỏng vấn cô dâu này. Xin chị có thể cho biết chị tên gì và đến từ đâu? Em đến từ quận 12. Từ quận 12. Và hôm nay đến dự lễ cưới thì trong gia đình có ai đi theo không? Chỉ có hai vợ chồng thôi. Và chị có cảm giác thế nào? Hai phút giây này chị có cảm xúc thế nào? Em rất hạnh phúc. Vâng. Và nếu như mà thượng tọa chú trì nói rằng giờ thượng tọa cho chị một điều ước thì chị sẽ ước điều gì? Em chỉ ước được hai chồng em có sức khỏe. Vâng, và chị ấy đã khóc, nhiều giọt nước mắt đã rơi vì quá cảm động. Một tràng vỗ tay để cùng cầu chúc cho ước mơ bình dị này được sớm thành tựu. Cũng như đây là ước mơ của bao nhiêu người, của 50 cặp đôi ngày hôm nay, ai cũng cảm động, ai cũng hạnh phúc. Vâng, chúng tôi muốn phỏng vấn anh và chị. Anh có thể cho phát biểu cảm xúc của mình lúc này không? Vâng. Dạ, cảm xúc lúc này con rất là vui và xúc động. Bởi vì chúng ta hãy cùng nhau cảm thông cho cảm xúc này, quá hạnh phúc. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bởi vì anh ấy cũng không nghĩ rằng mình có được hạnh phúc lớn thế này. Chị có thể thay anh để nói không? Xin mời chị. Nói cảm xúc của mình. Cảm xúc của em là rất là hạnh phúc vậy. Lần đầu tiên hai vợ chồng được tổ chức một cái đám cưới lớn và chung tập thể như thế này. Và chị ước điều gì? Dạ thì em ước mong là với cái tấm lòng của mọi người thì hai vợ chồng em sẽ công phụ và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hai vợ chồng yêu thương nhau và sống hạnh phúc. Chị dẫn một cái lời nhắn cho những người cùng số phận biết thật chi mà chưa đám cưới thì chị là dẫn họ như thế nào? Có nên đăng ký để đóng tiếp tập thể như vậy năm sau không? Dạ thì em hy vọng là những bạn mà kiếm biết như em á, mà không biết thông tin này mà nếu có được cơ hội như em á thì sẽ được hạnh phúc giống như là những tập con ở đây. Dạ, vì người khuyết tật thì không phải ai cũng được hỗ trợ như vậy. Vâng, tuyệt vời quá. Anh có nói thêm điều gì không? Thật sự thì em rất là xúc động bởi vì mọi người, những người biết thật như chúng em ấy thì có những ước mơ rất là nhỏ nhưng mà không phải là lúc nào cũng được thực hiện như thế. Nên khi nghe các anh chị cùng cái hôm nay đến dự mà nói là mình giống như cảm xúc em như thế nên là rất là vui và xúc động. Vâng, xin cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ cảm xúc này. Và kính thưa quý vị, có lẽ như là cái phần phỏng vấn cũng sẽ dừng lại. Không có trái tim béo, trái tim hôm kia không có trái tim hay sao? Tất cả tạo thành trái tim nào. Rồi cho tươi, tất cả tạo thành trái tim. Đi. Ra hết. Vâng, tất cả cố gắng giữ như vậy trong vòng 5-7 giây nào. Cười lên cho tươi, cười tươi nào. Đúng rồi, trái tim phải nằm ở giữa hai người. Trái tim này đẹp quá. Vâng. Trái tim nối kết tình yêu, trái tim nối kết tình người, trái tim nối kết hạnh phúc, trái tim nối kết trái tim. Vỗ tay lên quan hô nào. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ chụp cái cảnh đó là hoa sen đang nở trên đôi môi và dùng hai lòng bàn tay của mình để nâng hoa sen ở vị trí ở dưới cái càng nha. Hoa sen tượng trưng cho hiện thực là trí tuệ. Các anh chị hãy để như cái hình mẫu này nha, dưới càng của mình mà nở đôi tươi tập tươi để tôn vinh hạnh phúc của mình nha. Vâng, hoa sen là nơi dưới quyền âm mình. Tất cả cười thế nào, nhiều như vậy 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, rồi bây giờ hoa sen sẽ lên nở trên đầu, hoa sen nở trên đầu nào.
Đây là không phải hoa sen rồi, đây là hoa artichoke. Hoa sen đâu? Giữ như vậy 5 giây để có những tấm hình tập thể. Chúng con cùng thỉnh phù hộ bảo ở chính giữa này. Vâng, hoa sen nở lâu lâu một chút đi. Tất cả cười lên, 1, 2, 3, cười. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các phụng sự viên. Các phụng sự viên sẽ tiến đến với các cặp đôi mà mình phụ trách. Và sẽ di chuyển các cặp đôi ra phía các xe xích lô để bắt đầu cho đi chuyển hành trình của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ các phụng sự viên của chùa Giác Lâm tọa lạc tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu di chuyển 50 cặp đôi hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay ra vị trí của xe xích lô để chuẩn bị cho chương trình diễu hành từ vị trí của công viên Hòa Bình tới với chợ Bến Thành quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ quay trở lại ngôi chùa Giác Ngộ tọa lạc tại địa chỉ số nhà 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ cưới trong buổi trưa ngày hôm nay vào lúc 13 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị chúng ta có đi tìm hiểu thông tin trên báo đài truyền thông thì vào năm ngoái, tức là năm 2018, chùa Giác Ngộ có ghi danh vào trong trung tâm kỷ lục Việt Nam vì đã tổ chức được 50 cặp đôi khuyết tật đám cưới, có số lượng cặp đôi khuyết tật lớn nhất của đất nước Việt Nam. Và tiếp nối thành công của năm ngoái thì năm nay, năm 2019, chùa Giác Ngộ tiếp tục tổ chức cho 50 cặp đôi khuyết tật lần thứ hai một ngày lễ cưới trọng đại được tổ chức ngay tại vị trí của công viên Hòa Bình và chùa Giác Ngộ tọa lạc tại địa chỉ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng đã thấy thì đa số các anh chị, cô dâu chú rể được tổ chức lễ cưới trong ngày hôm nay. Có những cặp đôi đã ngoài 40. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên rất nhiều các cặp vợ chồng khuyết tật không được tổ chức lễ cưới ngày hôm nay, nhân sự kiện trọng đại và vô cùng ý nghĩa này, 50 cặp đôi khuyết tật đã có cơ hội được mặc áo cô dâu chú rể truyền thống, được tổ chức lễ cưới trong không gian trang nghiêm của ngôi chùa Giác Ngộ và được chụp ảnh, được ngồi xích lô diễu hành vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên quý vị có thể thấy được các cặp vợ chồng này tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Đó, hôm nay ai cũng xinh đẹp hết, dạ, ai cũng hạnh phúc hết. Dạ. Để dành cho tham gia lại chụp các ảnh tập thể. Xin chào anh chị nha.
ơi, chúc mừng hạnh phúc anh chị nha. Chúc mừng hạnh phúc nha. Chúc mừng hạnh phúc anh chị nha. Dạ rồi. Chúc mừng hạnh phúc nha. Chúc mừng hạnh phúc anh chị nha. Rồi, chúc mừng hạnh phúc nha.